Xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng hồ Hải Triều. Ở một cương vị là một người đam mê đồng hồ thì có bao giờ các bạn quan tâm đến những chất liệu được sử dụng để chế tác nên vỏ của đồng hồ hay không? Và có bao giờ nó đã trở thành một yếu tố để các bạn quyết định là chúng ta nên lựa chọn một loại chất liệu như thế nào để phù hợp với bản thân của mình? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 9 chất liệu dùng để chế tác vỏ đồng hồ phổ biến nhất trên thị trường hiện nay nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đồng hồ Hải Triều. Đến với chất liệu đầu tiên, có tới 80% đồng hồ trên thị trường hiện nay sử dụng đó chính là thép không rỉ. Và lý do tại sao nó lại phổ biến đến như vậy thì tiền ít mấy thơm, chúng ta sở hữu một chất lượng cao nhưng mà giá thành và chi phí sản xuất lại vô cùng thấp. Với chất liệu này thì luôn luôn toát lên một cái vẻ đẹp mới mẻ, sang trọng và đặc biệt là nó có thể phù hợp được với nhiều những cái trang phục và phong cách khác nhau. Ưu điểm của chất liệu này đó chính là chúng ta sẽ có một cái độ cứng sẽ đạt khoảng từ 5.5 cho tới 6 điểm trên thang độ cứng MOS, bền này, cứng, chống ăn mòn rất là tốt. Có thể hoàn thiện thủ công bằng tay, tạo nên một cái thẩm mỹ độc đáo, sang trọng cho mỗi một chiếc đồng hồ khác nhau. Và chúng ta cũng có thể đánh bóng lại như mới này. Trọng lượng thì cũng khá là vừa phải thôi, khi mà đeo trên cổ tay thì nó không bị quá nặng và khá là đầm tay. Và như mình nói lúc đầu là vật liệu rẻ nhất trong các vật liệu để chế tạo nên một chiếc vỏ đồng hồ. Vậy thì nhược điểm của chúng là gì? Chúng ta sẽ dễ bị nhòe và in dấu vân tay khi mà chúng ta sử dụng này. Bên cạnh đó thì thép không rỉ 316L thì nó cũng không có quá xuất sắc trong việc là chúng ta chống vì cháy xước. Trên thị trường hiện nay thì có hai loại thép không rỉ được biết đến nhiều nhất, đó chính là 316L được sử dụng ở những mẫu đồng hồ phân khúc tầm trung, và loại tiếp theo là 904L được Rolex độc quyền nghiên cứu và phát triển. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với loại thứ hai là vỏ đồng hồ được mạ vàng. Với loại vỏ này thì chúng ta sẽ được phủ thêm một lớp vàng hoặc là một loại hợp kim có màu vàng lên lõi của kim loại. Thường thì chúng ta sẽ bắt gặp chất liệu thép không rỉ để tạo nên một cái vẻ ngoài đồng hồ sang trọng hơn. Vàng thì vốn rất là mềm, nhưng mà đa số vật liệu vỏ đồng hồ được mạ vàng thì có một khả năng chống trầy tốt vì áp dụng công nghệ Loctite có độ cứng rất là cao. Đồng hồ mạ vàng thì mang tất cả những cái ưu và nhược điểm của một chiếc đồng hồ thép không rỉ. Tuy nhiên lớp mạ vàng thì nó sẽ mang một cái ưu điểm nổi trội hơn về tính thẩm mỹ cao, nhưng mà nó cũng là một cái khuyết điểm, bởi lẽ là nó cũng khá là dễ bong tróc nếu như mà chúng ta không có một công nghệ xử lý phù hợp nhất. Và độ cứng của lớp mạ vàng thì sẽ đạt 9 điểm trên thang độ cứng MOS, có khả năng chống trầy ngang với cả sapphire, với điều kiện là lớp phủ tin thì vẫn còn nhé. Và đồng hồ mạ vàng này thì cũng là một cái chất liệu được sử dụng phổ biến ở trên thị trường đồng hồ hiện nay. Chất liệu thứ ba là vỏ đồng hồ được làm bằng ceramic. Ceramic hay còn được gọi là gốm và sứ. Gốm thì là một chất liệu cổ xưa của con người rồi. Tuy nhiên chỉ mới được sử dụng trong ngành công nghiệp đồng hồ những năm gần đây mà thôi. Và có phải là khi mà chúng ta nhắc tới gốm thì thường liên tưởng tới cái sự mong manh dễ vỡ đúng không? Thế nhưng mà thực chất nó lại là một chất liệu kỹ thuật cứng nhất. Đặc điểm của chất liệu này thì chúng ta có một cái trọng lượng khá là nhẹ, rất cứng và là một trong những vật liệu cứng nhất hiện nay. Độ cứng của ceramic thì đạt khoảng từ 8 cho tới 8.5 điểm trên thang đo độ cứng MOS, cao gấp 3 đến 4 lần so với thép không rỉ và nó cực kỳ nhẹ nhá. Thêm nữa thì khả năng chống trầy xước cũng khá là cao này, và khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày gần như là chỉ có kim cương mới có thể làm trầy xước được ceramic mà thôi. Và có một cái giá thành cũng khá là cao nữa. Tất nhiên rồi, khi mà chúng ta đi với những cái ưu điểm như thế thì cái giá thành cũng không thể nào mà rẻ được. Một ưu điểm tiếp theo của chúng ta đó chính là có khả năng chịu nhiệt tốt này, có tính trơ và không độc, cũng như là sẽ không gây dị ứng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay, kể cả đối với những ai mà chúng ta có một cái làn da nhạy cảm nhá. Tuy nhiên nó cũng có những cái nhược điểm nhất định, ví dụ như là có thể vỡ khi mà chúng ta gặp một cái lực tác động hay là va đập mạnh, và cũng không thể đánh bóng được luôn. Hồi nãy thì chúng ta đã nói về vỏ đồng hồ được mạ vàng rồi đúng không? Thì bây giờ sẽ là vỏ đồng hồ được làm bằng vàng luôn nha. Thì ngay từ những buổi đầu của ngành công nghiệp đồng hồ, vàng và đồng là hai chất liệu đầu tiên được ứng dụng vào ngành chế tạo đồng hồ. Đồng thì thường được sử dụng cho những mẫu đồng hồ bình dân, ngược lại vàng thì chúng ta sẽ được sử dụng cho những mẫu đồng hồ dành cho giới quý tộc hoàng gia. Tuy nhiên vàng lại không phải là một trong những chất liệu phù hợp tối ưu dành cho đồng hồ, nhưng mà chúng vẫn được sử dụng bởi vẻ ngoài sang trọng này, và qua đó thì người đeo cũng có thể sử dụng để khẳng định được sự giàu có và đẳng cấp của mình. Để mà nói về ưu điểm của chất liệu này thì nó tạo ra một cái giá trị cho đồng hồ này. Chúng ta cũng có một khả năng chống ăn mòn rất là cao, ít gây dị ứng da nên thường được sử dụng nhiều trong ngành chế tác đồng hồ là vì lý do vậy. Và cũng có một cái khả năng chống oxy hóa cao, có thể tồn tại qua hàng chục hoặc là hàng trăm năm mà vẫn giữ được nguyên một cái vẻ đẹp ban đầu của nó. Nhưng mà cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái trọng lượng nặng này, tăng một cái cảm giác nặng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay, dễ bị móp méo khi làm rơi rớt hoặc là chịu một cái lực tác động mạnh nào đó. Rồi độ cứng của vàng 18K thì đạt đâu đó khoảng từ 2.5 tới 3 điểm trên thang đo độ cứng Mohs mà thôi, không có khả năng chống chảy xước nhá. Thêm một điều nữa là chính vì nó được chế tạo bằng vàng nên có một giá thành rất là cao, có thể đánh bóng nhưng mà sau khi đánh bóng giá trị của đồng hồ sẽ bị sụt giảm hơn rất là nhiều so với ban đầu. Chất liệu tiếp theo là vỏ đồng hồ được làm bằng titanium. Titanium thì có chứa rất nhiều hợp kim titan, là một nguyên tố kim loại rất nhẹ, có tông màu xám này, độ bền cao và thường được dùng phổ biến nhất trong ngành hàng không vũ trụ. Còn đối với đồng hồ thì các bạn thường bắt gặp nhất ở thương hiệu Citizen với dòng sản phẩm Eco Drive. Ưu điểm đầu tiên của chất liệu này đó chính là có một trọng lượng nhẹ, đâu đó là nhẹ hơn thép không rỉ khoảng 40%. Tiếp theo thì chúng ta có một độ cứng đạt điểm 6 trên thang đo độ cứng Mohs. Sẽ có một cái độ cứng cao gấp 5 lần so với thép không rỉ và khả năng chống chảy xước thì nằm ở mức trung bình. Chúng ta có khả năng chống ăn mòn tốt này, không có thứ gì có thể làm gì chúng ngoại trừ một chất, đó chính là axit nitric. Loại hóa chất axit này rất hiếm gặp. Chúng ta cũng sẽ không gây dị ứng da luôn và chất liệu này thì cũng chịu được nhiệt độ cao, có khả năng tái chế 100% luôn. Còn nhược điểm thì chúng khá là đắt đỏ, khó chày nhưng mà khi mà đã chày rồi thì cũng không thể đánh bóng được như mới luôn. Có màu xám mờ đặc trưng, không gây một cái vẻ bắt mắt sang trọng cho đồng hồ khi mà chúng ta đeo trên cổ tay so với chất liệu thép không rỉ. Chất liệu thứ 6 là vỏ đồng hồ được làm bằng bạch kim, hay còn được gọi một cái tên khác là Platium. Đây là một nguyên tố kim loại quý hiếm có tông màu trắng bạc, được mệnh danh là nữ hoàng kim loại, và khi mà chúng ta sử dụng để chế tạo trang sức hay là vỏ đồng hồ thì không cần phải xi mạ thêm bất cứ một lớp kim loại nào cả. Và vỏ đồng hồ được làm bằng bạch kim thì không phải là bạch kim nguyên khối đâu nha, mà là hợp kim của bạch kim với các kim loại khác để tăng độ cứng. Và ưu điểm của chất liệu này là chống rỉ sắt này, chống ăn mòn tuyệt đối và không bị tan trong axit, chịu được nhiệt độ cao và nó sở hữu một tông màu trắng ánh kim tự nhiên, sáng bóng với một cái mức độ thẩm mỹ cực kỳ cao luôn. Giá cả thì tất nhiên rồi, cũng không phải là rẻ một chút nào. Và bên cạnh đó thì cũng có nhược điểm nhất định, ví dụ như là khả năng chống cháy không cao lắm này, có độ cứng trung bình đạt đâu đó là 4.5 điểm trên thang đo độ cứng Mohs và nó cũng khá là nặng nữa. Vỏ đồng hồ tiếp theo sẽ được chế tạo từ chất liệu tungsten và còn được gọi một cái tên khác đó là Volfram, và loại kim loại này thì sẽ chuyển tiếp màu từ xám thép cho tới trắng và có một cái độ cứng cao, cùng với đó thì nó cũng khá là nặng nữa. Khi này thì độ cứng cụ thể sẽ đạt 7.5 điểm trên thang đo độ cứng Mohs, cao hơn chất liệu thép không rỉ. Khả năng kháng hóa chất và chống ăn mòn khá là cao và có một cái độ chống chảy và chịu lực tốt. Tiếp theo sẽ là vỏ đồng hồ được làm bằng Tantalum, hay là một nguyên tố kim loại có một màu xám bạc này, cứng, nặng, dễ uốn nắn và chúng ta cũng khá là dễ gia công nữa. Đây là một nguyên tố hiếm và có nhiều đặc điểm tương tự như là Titanium. Chúng ta sẽ có một độ cứng cao đạt 6.5 điểm trên thang đo độ cứng Mohs, có một khả năng chống chày cao và chống ăn mòn tốt. Và một số bộ phận bên ngoài của đồng hồ được sử dụng chất liệu này như là niềng này, thường thấy ở đồng hồ Omega Seamaster. Khi này vỏ dây sẽ được làm bằng chất liệu titanium và niềng xoay bằng tantalum. Và cuối cùng là vỏ đồng hồ được làm bằng sợi carbon. Đây là một trong những vật liệu xa xưa nhất của con người, được phát minh và cho ra mắt vào năm 1879 bởi Thomas Edison. Sợi carbon được sử dụng trong đồng hồ là carbon fiber, có 90% thành phần tạo từ nguyên tố carbon nên chúng rất là nhẹ và có đặc tính gần giống với kim cương, như khả năng chống chảy xước của sợi carbon cũng khá là tốt này. Chúng ta cũng có một khả năng chịu nhiệt độ cao nữa và chịu độ kéo giãn rất là lớn, bền và nhẹ và có một cái độ giòn nhất định và có thể dẫn điện nữa. Chính vì vậy các chi tiết được làm từ sợi carbon thường được tráng phủ thêm một lớp nhựa bên ngoài và chúng cũng rất đắt tiền. Một số đồng hồ sợi carbon cao cấp có giá gần ngang với những chiếc siêu xe và chi phí sửa chữa thay thế vỏ sợi carbon cũng vô cùng mắc. Và đặc biệt những chiếc đồng hồ thể thao với lớp vân từ sợi carbon đang là trào lưu của những năm gần đây. Và vừa rồi là 9 chất liệu chúng ta thường được dùng phổ biến nhất trong việc chế tạo vỏ đồng hồ trên thị trường hiện nay. Các bạn còn có một cái ý kiến nào khác hay là không, và mình có bỏ qua một cái thông tin quan trọng nào đó thì các bạn đừng quên chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hải Triều để nhận thêm nhiều những thông tin về đồng hồ hay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!